xin giới thiệu với mọi người là cách một bữa nó sẽ tới ngày hội chính của lễ hội anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở thành phố Rạch Giá. Mình đang đứng trên đường 3 tháng 2 ngay gần cầu cống sông Kiên để mình đi một vòng vô cái khu đình chính như thế nào nhé. Rồi xin mời mọi người theo dõi. Thank you.
dùng cho đình Nguyễn Văn Trực đây. Để phục vụ cho các du khách được ngủ nghỉ ở đây.